Hello, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay là bắt đầu tiếp tục với công việc mọi người ơi. Từ bữa giờ là chở anh Năm với chị Năm đi chơi vòng vòng bữa giờ. Cho nên hôm nay là phải bắt đầu là đóng hàng. Quá trời luôn, bà con ủng hộ dữ. Chú Lũ đang ngồi chở hàng cho khách này. Trời trời ý về có nhiều. Cả tuần này cứ lo chở anh chị đi chơi không. Rồi khách hàng. Hàng hóa nó để chút xíu mọi người thông cảm giùm vợ chồng mình nha. Ở đây là lúc mua ông đeo lâu lâu gặp nhau đó. Đi chơi mỗi cho nó đã. Thiệt luôn cái chứ. Bữa nay hay bao xếp hàng trả khách chứ. Để sắp trận. Ừ. Đủ hôm nay phải dậy sớm chứ hàng. Đủ dậy sớm này cô chú. 7 giờ nguyên một đống hàng đây. 7 giờ sáng mà dậy. À, mấy cái này tàu là ốc sen, rồi nào là kem thoa mặt, nào là map, thấy không? Mặt nạ, collagen, đủ thứ hết. Đủ thứ. Ừ. Đây, mấy anh Năm quay sơ mấy cái mặt hàng của em đây nè. Đây, cô Út là chuyên viên bán mấy cái này đây cô chú. À. Collagen yến, Fucodon từ Nhật. Rồi cái này linh chi đỏ ha. Còn cái này là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì 75 đồng, linh chi đỏ 95 đồng, Fucodon 90 đồng. Mấy cái sản phẩm này của Nhật thì có cái promotion là mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3 hết. Cái ốc sen kìa, mấy người gọi ốc sen nhiều. Ốc sen thì rất là nhiều. Ốc sen thì một bộ của nó là 102 đồng một bộ. Đây là một bộ ốc sen vậy đây. Cái rửa mặt, cái dưỡng da. Và cái này là cái rửa mặt, cái này cái dưỡng da. Mà trong tháng 3 hôm qua cũng có nói rồi đó, có cái promotion là mua 12 pink. Mua 12 hộp này thì em sẽ tặng một hộp rửa mặt. Mua 12 hộp yến, em sẽ tặng một hộp kem. Đó. Mọi người nhanh tay nha, yến là 12 hộp. Dạ. 12 hộp. Chứ 12 có nhiều người gọi hỏi chai. Chị 12 chai nó không. Dạ 12 chai là thấy cô Út dọn nhà đó. Rồi mấy ngày đây mấy cô chú gọi cái bịch thuốc mà 120 đồng đây nè cô Út nè. Dạ. Thì cô Út cũng em nói mới, luôn. Em mới vừa đóng ship. À dạ. Nếu mà cái cô chú anh chị cần thì liên hệ qua cái này với cô Út. Dạ. Ở đây mình cũng có luôn á, mà mua hàng mình có thể gửi kèm. Rồi luôn. Cái thuốc xịt cổ họng cũng vậy. Đây. À. Đó. Còn ở bên nhà mình thì cứ hay là gọi mình cũng được. Thì số phone là 312 rồi 395 0175. Dạ. Số của Út có cho chưa cô Út ơi, chứ để mất công gọi hỏi năm là năm nghe. Số phone của Út Dung á là 510-717-2571. Dạ. Để em đọc lại lần nữa, 510-717-2571. Dạ. Rồi gọi cho Út Dung để mua mấy cái mặt tất hàng. Tất cả các mặt hàng ở đây. Dạ. Hàng của Nhật hết, collagen màu yến. Có kem là Hàn Quốc thôi. Dạ, kem thì Hàn Quốc. Dạ. Còn đồ của mình là Brazil với Mỹ. Mỹ với Brazil. Chứ còn không có hàng khác. Sản phẩm mật ong cũng vậy. Dạ, mật ong cũng của Mỹ luôn. Bây giờ em đi nướng bánh mì ăn ha Năm hả? Nướng bánh mì sáng ha. Nướng bánh mì sáng. Xong tiếp tục đi chơi ha. Anh ơi, đóng mấy thùng rồi giờ bây giờ cho anh chị đi vòng lên. Biết rồi, anh qua mua điện anh chớp một cái à. À, đó, bây giờ Lũ là đi delivery đó. Nó lên bồ sẵn rồi chớp vô cái là thôi. À. Mở cửa giùm chú Lũ đi. Mấy ngày nay anh em trong nhà cũng vui các bạn. Qua đây thì cô Út rồi chú Lũ cả tuần lễ nay coi như là trực chỉ với anh em luôn. Mình thấy anh em giờ nó bỏ làm ăn luôn. Rồi sáng hôm nay đó thì khách hàng mình cứ gọi lại cho khách hàng nói khách hàng gọi tới thì chú Lũ cô Nhung cũng có nói chuyện. Nhưng mà những người khách hàng đó họ rất là dễ thương. Nghe ok. Rất là dễ thương, nó biết rồi, cô chú qua đây chơi mà lo gì, cứ từ gửi. Dạ. Nhưng mà như vậy đó chứ mình cũng lo. Đúng rồi, tại vì mình một khi mình đã giận thì mình phải tranh thủ. Đúng rồi, phải có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm. Dạ. Giống như Năm thôi, Năm nhận cái mấy em rồi nói cô chừng nào cô khỏe cô làm. Đúng rồi. Cô đừng có lo chừng nào cô khỏe cô làm. Rồi. Dạ, con chú đi chơi đây vài bữa nữa về là bắt đầu là cô Năm mở lại vô bắt đầu bận rộn lại nha, đi chơi rảnh rỗi vài hôm chứ về nhà là bắt đầu bận rộn lại mọi cả nhà nha. Yeah. Nói chứ chơi chứ mình phải làm việc chứ. Dạ. Yeah. Đúng rồi, đủ thứ chuyện hết trơn, các bạn biết rồi, ở Mỹ này đó ai cũng vậy, cũng không phải hoa giống nhau. Đúng rồi.
Đấy, lúc nào đi chơi đi, lúc nào cái việc làm thì phải làm vậy thôi. Làm là mới có tiền đi chơi chứ. Phải làm chứ, bắt buộc phải làm thôi. Anh chị qua đây em rảnh vậy chứ anh chị về cái là em bận bí tỉ luôn. Đúng rồi, phải vậy chứ, phải vậy. Mỗi người chạy một đường, mỗi người chạy không, đường nhưng, hết. Nhưng mà anh Năm thấy cô chú ở trong kênh YouTube mình á, ủng hộ hai vợ chồng của Út nè, rồi ủng hộ hai vợ chồng của Bình Huỳnh rất là chân tình. Thấy những cái sản phẩm đó, nhờ những sản phẩm tốt đó mà các có nhiều lúc anh em thấy không, bây giờ các chị các cô gọi lại coi như là mua lần được 3 được 4. Đúng rồi. Sản phẩm nào mà mình bán á mà khách hàng mua lại á thì mình mới cảm thấy mình happy, mình vui, mình mới vui. Chứ còn mà mua uống xong lần rồi thôi, ô cái hàng này không có tốt, tôi không mua nữa, là mình biết, mình hiểu là ok, chắc cái loại này không tốt rồi. Còn những cái giống như cái collagen của em vậy đó, những người mà đã mua 3 hộp rồi đó mà có cái promotion là họ mua luôn rất là nhiều. Đúng rồi, họ mua rồi nhiều đó. Rất là nhiều luôn nha. Mà vui nhất là khi mà cái sản phẩm mình ví dụ mình uống là như sản phẩm thoa mặt hay là tất cả những sản phẩm mình bán ra đó thì mọi người đều khen hết, là cũng mừng, gọi điện thoại khen của Út ơi tốt quá, ngủ đúng được, ăn được. Không? Thì Nắm thấy cái cô hồi nãy em mới nói chuyện không? Cô nói trời ơi, cô uống cô ăn được ngủ ngon, ăn ngon ngủ ngon, cái đông trùng hạ thảo ha. Uống ăn ngon ngủ ngon. Uống ăn ngon ngủ ngon đó. Giờ là sáng ở nhà nè, mọi người ơi, pha một trà như vậy nè đó, chuẩn bị ăn bánh mì. Ăn bánh mì ly tiếp tục. Ăn bánh mì ly. Dạ. Tại vì có chỗ cũng mở cửa, còn có chỗ chưa, nên mình thôi ở nhà ăn đi, còn muốn đi vòng vòng thì mình đi. Ở nhà ăn sáng xong có trái cây, đồ ăn sáng xong cái mình chở nhau đi vòng vòng. Ở bên này vẫn có chưa, nhà hàng chưa mở cửa indoor luôn, cho nên là đi ăn buổi sáng nó cũng hơi lành lạnh. Đúng rồi, buổi trưa thì được, buổi sáng cũng hơi lành lạnh. Buổi sáng lạnh tại mình mới vừa đi ra ngoài giường vô, cái mình phải lấy cái áo mình bận vô. Hơi có người nhắn tin này. Có người nhắn tin đó. Thì làm công việc online này là vậy đó cả nhà. Cứ phải là trả lời phone. Mình phải trả lời chứ. Giống như phone chị Năm nhiều khi nó đầy quá, cái gọi không vô, cái bị stuck. Có nhiều cháu nói trời gọi cô quá trời luôn không được. Chị Năm là chuyên gia. Mà nhiều lúc đứng làm ở ngoài đúng không? Mà ngộ lắm các bạn. Mình ít có khi nào để cái phone trong người mình lắm. Nhiều khi mình làm cái gì, vòng vòng á ha, là mình để cái phone trên bàn hay gì á. Tới chừng mà mình ăn cơm trưa ha, là mình uống hủ trước khi ăn, làm video hay gì đó, là tự nhiên là mình mới nhớ chợt lại, ồ cái phone mình đâu, là tin nhắn đầy hết trơn luôn. Có người gọi em bắt gọi không được, chị Năm gọi cho em á. Yeah. Không biết có nắm gì mà gọi qua không được. Tại cô Năm á, phone không có dính bên người. Năm có cái ngộ vậy đó, ít có khi nào để phone gần mình lắm. Trừ khi nào mình đang chờ ai gọi tới hay gì đó là cái phone sát mình. Mà không có cái là rồi, cứ từ từ coi lại sao. Nhà bị la hoài, nhiều khi anh Năm gọi chị Năm được, anh Năm nói không biết có chuyện gì không, cái anh Năm chạy về luôn á chứ. Uống nhiều hả? Em cũng vậy. Uống đi, uống trước khi ăn đi. Xin mời. Mỗi sáng mình uống cái chai như vậy cái mình cũng quen rồi. Đúng rồi ha, uống biết quen ha. Uống có power đi làm luôn. Uống nó khỏe. Cái này là 2 trong 1 đây. Vừa cho giúp sức khỏe ha, mà vừa làm cho giúp cho da dẻ mình. Mỗi ngày sáng trắng sáng hơn. Ai da da đã. Em uống cái ok. Nhưng mà chị Năm có công nhận cái này không có, cái collagen này rất là dễ uống, nó không có tanh. Không có tanh đúng không? Nhiều người nói tanh quá tôi uống không được, nhưng mà cái này không phải là hàng mình bán mà mình nói, nhưng mà thật sự mọi người mua cũng rất là nhiều rồi, uống là cũng biết rồi. Nó thơm, ngon, không có bị tanh. Nó không có tanh. Nó hay cái đó. Cái này nó chứ em mà tanh em cũng thua luôn, không uống được luôn. Em khó uống. Tanh khó uống lắm. Thà chị Năm đắng thì nhẫn nhẫn. Hơi nhẫn nhẫn thì còn được. Giống như cái đông trùng hạ thảo nó thì nó thơm thơm mùi sâm. Mà cái này thì nó chua chua. Nó dễ uống. Cái này nó hơi chua chua xí. Mai mốt đông trùng nước về em gửi tiếp. Thì đợt này hàng về chậm quá.
Đợt này đợt về chậm ha. Không, cái đông trùng hạ thảo nước cũng hot hàng như Yến luôn á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chờ lâu quá trời luôn. Trời lâu, trời hơi bị lâu quá rồi. Mà em bán hàng này nữa, em cũng bực mình á là cứ phải chờ hàng hoài. Dạ, mỗi lần mình order trở lại hả, tới 7-8 tuần lễ mới có. Người ta gửi mà cứ nói là gì, bị trễ hoài. Lúc đang bán ngon lành luôn á. Dạ. Cái tự nhiên hết trơn, chán dễ sợ. Sáng sớm cái mình đi ra ngoài, lên trên cái đằng sau da của cô Nhung á, đi lên tút cái trên đó vô cái Lạnh. Dạ. Sợ hên quá, đi xứ lạnh qua xứ ấm, giác theo cái áo mỏng lét. Tại vì bác sĩ ở đây là nóng, nắng nóng đâu có đâu. Thì đó, bởi vậy nhưng mà lạnh lắm. Không có tuyết thôi, nhưng không, mà vẫn lạnh lạnh. Dạ, vẫn lạnh lạnh, đúng rồi, đúng rồi. Mình không có tuyết, không có thấy tiết đồ nhiều, nhưng mà lạnh nha, chứ không trong nhà vẫn có hít ạ. Vẫn có mở hít đàng hoàng. Ừ. Dạ. Yeah. Chứ không phải là không đâu. Bởi vì Úc Linh với lại San Francisco với San Jose là cái xứ miền Bắc của California đó các bạn. Cho nên cái khí hậu nó cũng hơi khác ở dưới miền Nam. Dạ, yeah, đúng rồi. Ừ. Tối lại nó bắt đầu cũng lạnh đó, chứ không phải là mình nói là mình ấm áp là nóng nực giống như là những cái kiểu bang khác đâu. Dạ, yeah, đúng rồi. Ừ. Nó cũng có chị nào nói với em á là không biết nấu ăn thì sao mà tối ngày cứ order đồ ăn bên ngoài. Mỗi lần chú vô bếp á thì các bạn biết khi mà anh chị qua đi chơi mình nói thôi cô ơi đừng có nấu nướng gì hết, anh em mình ra ngoài chơi vòng vòng ăn uống cho vui rồi hết nhà này tới nhà kia. Dạ bình thường thì Út cũng phải nấu ăn cho gia đình chứ. Nấu chứ. Còn bây giờ chị em đồ qua thì phải tự mình đi ăn, chứ còn nếu mà vô bếp cái mất thời gian. Mất thời gian lắm, vô bếp mất thời gian rồi cứ nấu rồi ăn rồi cái vậy cái hết ngày rồi. Mình em muốn chị anh chị thưởng thức mấy cái món ăn ở đây ở nha. Đây dạ. Thì mấy cái người bạn gia đình mời thế năm nay. Gia đình mời bánh mì ly. Bánh mì ly đó. Thấy chưa? Cô Út nấu đãi nè. Nướng đãi. Hả, cô Út nướng đãi đó. Cô này nấu bánh mì ly để đãi anh em. Nướng đãi đó. Vui các bạn, mình ăn uống thì có lúc mình cũng rất là cầu kỳ, có những lúc mình ăn uống rất là đơn giản. Dạ. Là vậy thôi chứ không có gì hết. Nó đơn giản thôi. Ăn sao chút xíu, nhiều khi chút xíu xôi mình cũng no, chút xíu bánh mình cũng no. Vậy thôi, còn lúc nào mình ăn đúng đi tiệc đi đâu thì khác nữa. Ăn cái buffet của ăn đứng luôn. À, đứng luôn. Ủa ăn chưa? Dạ em ăn rồi. Rồi. Em uống không? Sáng em ăn trễ lắm. Bánh mì ngon ha. Dạ yeah, bánh mì cá. Bánh mì cá nha. Bánh mì cá mồi. Qua đây là phải ăn đủ loại bánh mì hết. Là bánh mì cá, bánh mì thịt. Không, bánh mì ly ngon thiệt. Bánh mì ly ngon. Không phải mình quảng cáo nhưng mà ngon. Ngon. Bánh mì ngon. Thương hiệu của người Việt Nam rồi, ai không biết. Dạ, người giống như em, chị Năm ngày hôm qua cũng nói đó. Yeah. Mà mình lên thình lình quá, đâu có thời giờ. Yeah. Nên nó đâu mua, em cũng nói là em thích ăn sandwich nè. Em cũng thích ăn Vietnamese sandwich, nó kêu rồi. Bánh mì. Bánh mì cũng biết mà. Yeah. Cũng có tí xíu Việt Nam, nó chẳng biết. Một nửa Việt Nam biết tí xíu gì. Yeah. Thành ra nói bánh mì. Nhưng mà em của chị Năm nhìn không có ai biết là like nổi hết trơn. Không, bên mà có bánh mì ly mà sao bên mình không có cái bánh mì ly đâu gì em ạ? Hình như có đó chứ. Có hả? Có. Chị bữa chị có nghe ai nói đó nhưng mà sao chị cũng chưa có thấy. Vậy rồi em search anh thử coi Chicago có chi nhánh bệnh không? Bữa chị nói nghe. Chứ bình thường mà hình như French fry của nó ở đâu cũng giống nhau mà. Chị không biết hả? Xôi của nó. Này phải hâm lại không Năm ha? Hâm lại chừng 30 second thì nó ngon. Thơm đó nè. Ừ. Hai chị em hả? Hai chị em ăn hàng. Ăn hàng quá trời, ăn hàng luôn. Yeah.
ăn miếng đi không? Em no rồi. Ăn bậy bậy no. Ăn bậy bậy no. No. Mình thì cũng thích ăn bánh mì. Rồi chú Lũ cũng thích ăn bánh mì. Đúng rồi ha. Lũ là đạo bánh mì lắm vậy năm em. Đạo bánh mì. Ăn gì cũng có bánh mì. Dạ. Hủ tiếu á gì. Lũ nhà ta ăn cái gì có bánh mì ha. À, phở cũng bánh mì mà bún bò cũng chấm bánh mì, cái gì cũng ăn bánh mì. Dễ ăn lắm. Dễ nuôi, Lũ dễ nuôi lắm mọi người. Dạ. Đây cũng vậy nè, năm vậy nè, dễ nuôi bởi vậy. Nhà em là hơi khó nuôi hả Năm hả? Người nào nhà em là hơi khó nuôi hả? Kén ăn phải không? Vậy chứ em thấy Năm cũng dễ ăn lắm rồi chứ. Anh cũng dễ. Năm cũng dễ. Cầu kỳ cũng cầu kỳ, cái gì ăn cũng dạ. Mình đã trình trải của đầu em chứ. Dạ. Chứ đâu phải là mình sinh ra lớn lên là mình... Em nói ở Mỹ này giờ cũng khó, cũng không được nữa Năm ơi. Rất là khó hả chị Năm hả? Thiệt á, trời ơi có thời gian đâu, đi làm không có thời gian nữa, có đâu ở đó mà lúc sáng lật đật chạy ghế ngang mệt đến đồ hay là bơi đi kim hay là cái gì cũng đó. Xong hết, bỏ bụng đại miếng cho xong vậy đó. Lật đật chạy. Ăn chút cho xong cái ở nhà mà cho mình ăn á là ngồi mình ăn nhơi lâu lắm. Nhưng mà hồi lúc đi vô làm hãng. Bây giờ là con lớn chút thì còn đỡ, chứ mà con mà còn nhỏ nhỏ là sáng mà phải vừa sách rồi lo cho con rồi lần quần ha Năm hả? Không có thời gian chạy. Ăn. Rất là bận rộn. Ủa hôm qua đi nó nói nó mở mấy cái này ra mà nó chưa tháo rồi chỉ còn muốn treo trong nhà không tại ta không cho cơ ba lấy ra ta nó để vậy đó nhưng mà em thường thường á cô út bứt đê cả tháng rồi cả tháng là để cho cái để bầu không khí không? Để nó vui để cho vui không biết trả mắm á nhanh xuống ly năm này đây. Được rồi đi bên kia kìa đi bên kia kìa. Thôi để con nước lạnh nó nhất là trong cái cuốn video mà anh em Bình Huỳnh xem cái video bích đê cháu ni đó các bạn rất là vui đọc mấy cái comment vui quá ai cũng thương mến bé ni đọc thấy mừng thấy hạnh phúc quá Năm hả hạnh phúc. Rất là hạnh phúc mọi người là chúc bích đê cho cháu rất là nhiều những cái lời chúc rất là dễ thương rồi ở đây mình cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu thương gia đình à cô Út. Tao cũng thương nhất là cô Út á, cô Út cười trúng chím biết em thấy không? Khen cô Út cơ dễ thương hiền hòa. Như cô Út ở đây là xưng là không phải xưng mình bằng cô đâu nha, nhưng mà mình xưng theo là cô em rồi già chứ không phải là xưng mình bằng cô đâu. Đúng rồi. Tại vì trong kênh coi thì cũng có rất là nhiều người lớn tuổi các cô, các bác rồi anh chị nữa. Nhưng mà mình xưng không nhiều, mình xin Nhung không thì nghe cũng hơi nó già. Cái từ cô là cô em nè. Nó cũng đại diện cho hết luôn như các cháu mà nhỏ hơn cái tuổi với đi nữa thì xin cô phải không rồi các anh chị lớn hơn thì cũng xin mình lại cô cũng như là cô em là cô chú cứ xin lại cô Út vậy đó cô em sao làm sao sắm một đúng rồi là thì cô đó, Út vậy đó. Nghe từ cô Út nghe thấy già quá nhưng mà tại vì sẵn anh chị cứ hay kêu cô Út rồi rồi chị Năm biết không từ lúc đó là cứ ai gọi phone tới phải cô Út không mà cô Út không Út đây Út đây nhiều lúc mình không có biết xưng hô nó cũng hơi khó vậy nè trên phone rất là khó em biết sao không có nhiều bác á cũng lớn rồi ha cái gọi mình phải cô Năm không cô Năm cái dạ cô Năm đây trời ơi cái phải cô Năm sao tế không đúng rồi cái xong cái mình mới nói cái hồi tôi cũng lớn lắm rồi nhưng mà nói kêu cô cho vui nghe nó cái bác xin lỗi cần xin hết hồn hết em cũng có luôn á em cũng gặp luôn em thét nó xịt đó cứ kêu em bằng cô thì nói chuyện hồi mình tưởng đâu là cũng còn nhỏ cái nói ok con cứ lấy rồi thì cô gửi địa chỉ qua cho cô rồi cô gửi hàng cho con cái nói là tại kêu cô bằng cô kêu theo bé Ngọc thôi chứ tuổi của em lớn hơn chị nó trời ơi chị xin lỗi cái điều đó mình cũng sơ sót tại vì nghe trong phone á là nhiều cái giọng rất là nhỏ nên nghe còn đỡ hơn nha chị Năm mà hát message là còn khó nữa mình không nên, có biết bởi vậy thường thường chị Năm hơi bị sợ đó
chị Năm không phiêu thì Năm cứ hay hay xin mừng và vậy cho nhiều khi cũng hơi được chút lại mình sao bị hố thiệt luôn nha. Cũng vui lắm các bạn. Cho nên hôm nay lâu lâu anh em vừa ăn sáng vừa tâm tình những việc đời thường của vợ chồng Bình Huỳnh cũng như là cô Út ở đây. Rồi chú các bạn thấy trên cái đầu video đó là mình có review sơ cái lớp mà chú Lũ rồi gói thùng rồi bây giờ đó. Công việc hàng ngày của gia đình mình. Bây giờ phải chạy đi delivery rồi, đi giao cái bưu điện, đi ship hàng rồi. Đó. Thì hôm nay anh em Bình Huỳnh làm video ở đây để ăn sáng rồi sinh hoạt cái cảnh gia đình đời thường là như vậy đó. Thì trước khi anh em Bình Huỳnh xin tạm biệt video, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến hết tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn lại video kỳ tới.